Chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim Airdrop nhận được 200 triệu đồng token Baby Kilu. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành của nó là 1 triệu tỷ, đã có 692 tập khoản holder và đã phát sinh 1.524 lần giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net. Link truy cập website được mình để ở phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm cho hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví Trust Wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình. Nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net, truy cập vào bước 2. Nhấn rút gọn đây để nhận token nhé. Rồi, nó yêu cầu kết nối với ví thì các bạn nhấp tiếp theo, nhấp kết nối với ví. Rồi, chương trình Airdrop nó sẽ kết thúc vào 31 ngày nữa. Ở đây các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ ra là 0.05 VLB mua cái đồng này. Các bạn nhận sẽ nhận được 5 tỷ đồng token và Baby Akita. Thì nếu bạn claim thì các bạn nhấp vào phần này nhé. Claim Airdrop ghi ra là 0.000605 VLB. Các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Ok, giao dịch đang được xử lý đây. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claimairdrop.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất để bên mình cập nhật lên website hàng ngày. Còn nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn Binance, bạn có thể đăng ký để giảm giá 10% giao dịch trọn đời nhé. Và nhờ tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký nhé. Ok, mình đã hướng dẫn các bạn cách nhận được 200 triệu đồng token Baby Akita. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất mình đăng tải lên. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé.